Ngày hôm qua tao đi học về, trên đường tao thấy cái thằng kia dụ nhỏ kia luôn. Hai đứa nó mới quen nhau mà chưa có tìm hiểu kỹ về nhau gì hết á. Rồi xong cũng chịu về nhà luôn. Rồi nghe nói là bị quay clip gì nữa đó. Ôi, vậy là tùm lum tè lé trơn rồi. Tao nghe Bảo Bảo nói ấy, là Phi Hùng có hẹn với cả Linh Lan, hình như là sắp tỏ tình. Cái gì? Mày nói thiệt hả? Ừ. Tao nghĩ tối nay sẽ là một đêm đáng nhớ đấy. Mày nghĩ rằng Linh Lan sẽ dễ dãi với mày sao? Dễ dãi hay không thì không biết. Chỉ biết là tối nay chịu hay không chịu cũng đã vào trong. Tao cảnh cáo mày, nếu như mày đụng tới Linh Lan của tao, tao sẽ không bao giờ để mày yên đâu.